Con có một người bạn xuất gia Sa di, thường mùng một hàng tháng rảnh tụi con có xuống chùa thăm bạn và trò chuyện. Mặc dù bạn đó đã xuất gia nhưng tụi con vẫn xưng hô như cách ở đời, tôi với ông hoặc mày tao, thì có sao không ạ? À, có phạm tội bất kính không? Mong sư hoan hỷ giải đáp. À, thì thưa với quý vị đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà sư ít khi về thăm nhà. À, bởi vì nhà đó, gia đình đó, thì sư sống trong một cái gia đình gọi là đa thế hệ, tức là ông bà cô chú dì cậu mợ rồi con cháu là sống chung với nhau, thì đông người như vậy đó, không phải là ai cũng có khả năng là hiểu chánh pháp đó, thì cũng có người này người kia. Mà khi mà sư về á, thì có thể là người này họ không có biết cách cư xử, không biết cách nói chuyện, không biết cách xưng hô á, thì họ có thể gây ra những cái nghiệp bất thiện. Cho nên á, là sư cũng hạn chế đi về thăm lắm. Còn cái lý do đó là do như thế này. Do không tương xứng về giới hạnh mà chúng ta xưng hô theo cái kiểu cào bằng như vậy đó, thì chúng ta sẽ mang cái ác nghiệp nha, bất thiện nghiệp. Do đâu? Do nó giống như á, bây giờ quý vị thử nghĩ nha, người con nó xưng hô với cha mẹ là kêu bằng mày tao, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Hoặc á, là người cháu xưng hô với ông bà là mày tao, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là cái đã ở cái thế gian đó nha, là đã có sự bất xứng. Do đâu? Do cha mẹ là người có ơn với con cái, ông bà là người có ơn với con cái, mà khi con cái xưng hô như vậy đó thì nó sẽ mang một cái lỗi lớn. Còn ở đây đó là người xuất gia đó, Sa di 10 giới, tỳ kheo 227 giới. Cái giới hạnh á, nó hơn hẳn cư sĩ rất là nhiều. Mà khi người cư sĩ mà cào bằng như vậy đó thì họ sẽ tạo ra rất nhiều nghiệp bất thiện. Và cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ ảnh hưởng cái đường tu của họ rất là nhiều. Ngoài ra đó là nó còn là cái nhân của sự bất kính, đúng không? Tại vì nếu như mình kính một người thì mình không thể nào xưng hô là mày tao, hoặc là tôi với ông cũng không có. Ví dụ nha, tôi nói ví dụ nha, quý vị gặp chủ tịch nước chẳng hạn, hoặc là quý vị gặp sếp quý vị đó, thì quý vị có thể nào mà xưng hô theo cái kiểu đó hay không? Do đâu? Do mình phải có sự kính, một cái sự tôn kính cơ bản tối thiểu đối với các vị đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta xưng hô với các vị xuất gia mà chúng ta không có lòng tôn kính, thì bản thân đó nói thẳng là các sư cũng không mất miếng thịt nào. Quý vị thậm chí có rất nhiều người chửi ông thầy chùa là thằng này thằng kia, thì cũng vậy thôi. Cái thiệt không phải là ở các sư, các sư cũng không cần quý vị phải tôn kính làm chi nha. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta gieo cái nhân bất kính thì chúng ta sẽ sanh về những cái dòng dõi thấp hèn, ví dụ như ở cảnh giới nô lệ. Và nhắc để cho quý vị thấy là ngay cả trong tăng đoàn á nha, thì vị sa di á, thì vẫn phải kính lễ đảnh lễ vị tỳ kheo, và vị nhỏ hạ hơn cũng phải kính lễ đảnh lễ vị lớn hạ hơn, dù cho cái vị lớn hơn đó chỉ lớn hơn chỉ có vừa tích tắc thôi, tức là hai vị xuất gia trước, vị xuất gia sau, thì vị xuất gia sau cũng phải đảnh lễ vị xuất gia trước đó. Bất kể là trước khi xuất gia là dòng dõi như thế nào, tuổi tác như thế nào, thì vẫn phải đảnh lễ. Đó là cái lời khuyên chân thành của sư. Nếu như quý vị không có khả năng mà thay đổi đó, thì chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc để tạo ác nghiệp cho nhau. Tuy nhiên á, khi mà nhắc đến sa di thì sư cũng phải có cái mở ngoặc là còn tùy là vị sa di đó, đó một là có tu hay là không, có giới, có định, có tuệ hay là không.
Hai đó là vị sa di đó là có còn cái phẩm hạnh sa di hay không. Tại vì sa di rất là dễ mất phẩm hạnh sa di. Vị sa di phải thường xuyên suy xét giới hạnh của mình rất là cẩn trọng, chứ không phải chuyện đơn giản nha. Ví dụ như là trong 10 giới sa di đó, có những cái giới phạm cái là đứt giới sa di, rồi có những cái tội trục xuất đó là mình phải nhớ phải thuộc, chứ nhiều khi là mình đứt giới mà mình không biết đó. Thì sư mở ngoặc để sư nhắc quý vị như vậy. Trong cái tình huống như thế này thì không biết cái nhìn của sư Tuệ Tường như thế nào. Dạ, thưa Đại Đức, thưa quý vị, thì Đức Hạnh Tuệ giảng giải rất là rõ và sư cũng hoàn toàn đồng ý về cách giảng giải của Đức và những cái ví dụ rất là sinh động. Ở đây thì sư chỉ phân tích thêm những cái khía cạnh, những khía cạnh để quý vị đặt câu hỏi này nè, và quý vị mình hiểu động thêm thôi. Là như vậy, là giống như Đức Hạnh Tuệ nói đó, nếu vị đó đúng là một vị sa di, đúng là vị sa di, thì và bản thân mình á, bản thân của mình nha, ngay đây là mình, bản thân mình là ở đây dưới cương vị là một người bạn, hay là cái vị sa di đó là một người bạn của mình hay là một người quyến thuộc của mình, đúng không? Thì theo chiếu theo trên tinh thần là Phật dạy á, mình hiểu đạo á, thì mình phải có phép cung kính thôi, mình phải xưng hô sao cho nó hợp lẽ. Khi mà nói cái việc xưng hô cho hợp lẽ, sư mới nhớ đến một cái câu chuyện cũng cách đây cũng vài năm. Thì có một cái vị đó, cư sĩ đó, nói cư sĩ chắc cũng không đúng, tại vì cái cách cư xử của vị này rất là lạ. Thì sư với sư bạn của sư mới ngồi đó, thì cái vị này vô mới nói xưng hô rất cọc lóc, giống như là ủa sao hai ông ngồi đây vậy, hai ông mới tới hả, hay này nọ đó. Thì cái vị sư bạn sư mới chỉnh cái người đó, chỉnh ra đó là ủa sao mà chú cũng tới hay tới chùa, chú cũng hay tới chùa, chú cũng biết mà tại sao mà cái ngày chủ trì á, mấy vị lớn hạ thì chú kêu á là bạch sư đại đức này nọ, mà sư đây cũng là sư, nhưng mà sư là sa di, không thì sao mình tại đây xưng hô như vậy. Thì cái vị nó mới nói như vậy, vị nói là tôi nói như vậy thôi, nhưng mà cái tâm tôi, miễn sao tôi cái quan trọng cái tâm tôi, tôi cung kính mấy sư thôi chứ, đúng không, quan trọng cái tâm tôi nè, tôi cũng kính với sư thôi, chứ tôi nói sao là đâu quan trọng, quan trọng nhất là cái thái tâm đâu. Thì khi mà cái vị đó nói như vậy thì sư mới cười, thì bị sư bạn sư cũng im cũng không nói gì, mới cười. Cái vị đó mới hỏi sư, ủa sao sư cười, sư mới nói thì nếu mà chú nghĩ là chú là người để hay đi đến chùa, mà nếu mà chú nghĩ sao thế nào là đúng thì đâu chứ giữ lấy đó. Không, thì bị sư bạn sư mới hỏi là tại sao mà tôi nói đậu sai đâu mà sư không có chỉnh cái vị đó. Thì sư mới nói là tại vì họ đã cố tình họ hiểu như vậy rồi, họ đem cái vấn đề đó ra, họ đã chấp vô cái đó rồi, giờ mình cố gắng mình nói thêm thứ nhất là khiến cho họ dễ sân hận lên, họ sân hận lên, họ tạo cái những cái bị bất thiện đó, thì thôi chúng ta im lặng. Để ở đây cái điểm quan trọng nhất là sư cũng muốn kể thêm câu chuyện này cho biết, tại vì có nhiều người á, đôi khi họ có thể ngụy biện, sư cho thẳng nói thẳng nha, từ ngụy biện nói là tôi kêu sao chuyện của tôi quan trọng nhất nội tâm tôi, miễn tôi cung kính để trong lòng chứ bộ, tôi phải cung kính hiện ngoại đâu. Xin thưa quý vị, cái đó là nó ngụy biện, tại vì nếu một người thật sự hiểu Phật pháp, cho dù cái vị sư đó là sa di hay tỳ kheo, mới tăng tỳ kheo, thì mình có học giáo lý, đúng không, mình có học 10 phước nghiệp sự đó, mình cũng biết đó, nên cư xử thế nào cho nó hợp lẽ. Chứ mình không có thể nào mình nói theo phương diện như vậy. Quý vị, bởi vậy hồi nãy sư anh Tuệ có lấy một cái ví dụ rất là sinh động, và sư đó đồng ý là sư anh Tuệ có nói, ví dụ quý vị ở ngoài đời đi, quý vị gặp những cái người mà có cái chức vị cao trong xã hội, đó là sếp quý vị, hay thậm chí là thủ tướng, chủ tịch nước, thì quý vị có dám
xưng hô mà ngang bằng có nói kiểu đó không, hay là quý vị nói những vị đó xong quý vị nói là ừ tôi nói với quý vị nói chuyện với những cái ví dụ mà chỉ là bí thư tỉnh thôi, viện ngân hàng kêu mày tao vậy đó, bởi vì có dám nói là tôi kêu ông nó tôi nói ông như vậy nhưng mà tôi vẫn kính trọng ông không, thì bản thân mình phải tự trả lại câu hỏi đó. Đó là cái vấn đề mà sư để sư giải giải rõ thêm cho quý vị biết về có những cái người mà họ nguy bị như vậy, họ bị nói là quan tôi cũng kính để trong lòng đúng không? Cái việc kêu mà kêu sao là chuyện của tôi, đây là cái quan niệm rất là sai lầm, hiểu sai về cái lời Phật dạy thứ gì. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á là sư muốn nói á, là khi mà cái cách mà mình cung kính đó, đến một vị đó, là như vậy. Nếu mà một vị sư đó, họ có sai, họ có làm gì sai thì đó là chuyện nhân quả của họ. Chứ nhưng mà mình đó, cũng không có thể mình nói là ừ chính vì ông đó ông sư đó sai, ông sư đó thế này thế nọ, tôi thấy ông sư đó thế này thế nọ nên tôi không có gọi ông là sư. Nên xin tôi xin cho ông ngang bằng như vậy. Quý vị, tại vì phải hiểu rồi nè, có những cái điều mà giới luật á, giới luật á, có những điều bất định và những điều cố định. Những điều cố định thì sư không nói rồi, đúng không? Cố định là đây thí dụ mình phạm cái lỗi đó thì vị đó không phải là một vị sư. À, còn những điều bất định là sao? Ví dụ vị đó lỡ may phạm những cái điều đó nhưng mà vị đó có sám hối rồi. Nhưng mà lỡ may mình thấy cái điều đó, mình chỉ thấy cái điều đó ở cái thời điểm đó, rồi sau này mình lấy cái dữ kiện đó, cái mình nói ơ, bữa tôi thấy ông này gì nè, ông này ngồi hàng quán thế này thế nọ nói tùm lum tùm la phạm giới luật nè, ông này không xứng đáng ông sư. Nhưng mà quý vị lại không biết là cái vị này là chỉ phạm vô cái giới gọi là nó không có cố định còn sám hối được, bị hiểu không? Thì bị nắm lấy dữ kiện đó quý vị đi 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 bị không có bày tỏ sự tôn kính, cái đó là một cái điều mà mình nên hiểu rõ thêm. Thì hai cái trường hợp này để sư cũng chỉ giải rộng thêm cho quý vị hiểu rõ thêm. Rồi cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Thì sư phải bổ sung một việc để không thôi quý vị nói là sư trả lời thiếu, tức là ở trong Chú Giải Pháp Cú có một cái câu chuyện là một vị sư khi mà xưng hô với nói chuyện với những vị khác cái cách nói chuyện về này rất là tọc lóc mà rất là gọi là khó chịu, thì các vị này á mới trình bày lên với Đức Thế Tôn nói là một vị mà đã xác nhận chứng quả A-la-hán mà tại sao còn nói những như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói đó là do cái vị A-la-hán này nè là đã trải qua 500 kiếp sống làm bằng cái nghề hình như là hàng thịt ở chợ đó. À, cho nên là nói những cái lời thô lỗ cọc cằn nó gọi là nó quen rồi, nó thành cái tiền khiên nghiệp á. Thì trong trường hợp đó thì mặc dù á, cái lời nói của vị đó như vậy nhưng mà cái tâm của vị đó không phải là như vậy. Và Đức Thế Tôn nhân cái việc đó, đó Đức Thế Tôn mới nói ở trong cái phẩm A-la-hán á, là vị A-la-hán thì không hề có ý muốn làm hại bất cứ ai. Tuy nhiên sư phải mở ngoặc để cho sư nói với quý vị biết đó là trường hợp ngoại lệ nha, tức là vị này là đã chứng A-la-hán rồi nhưng mà cái tiền khiên tật á không có đổi, chứ không phải là mình á cái tật xấu của mình không đổi rồi mình đổ thừa cho tiền khiên tật. Cái này là cái chúng ta phải cẩn trọng nha, bởi vì á có những trường hợp mà mình gọi là đem vô mình xài không được. Nó giống như vậy nè, ở trong tương ưng á, Đức Thế Tôn ví dụ giống như con voi đó, con voi lớn nó đi xuống dưới cái ao sen á, nó hái cái ngó sen rồi nó rửa cho sạch nó ăn thì không vấn đề gì hết. Nhưng mà con voi con á, nó không biết, nó cũng bắt chước con voi lớn, nó nhào xuống dưới rồi nó cũng hái cái ngó sen nhưng mà nó không có chịu rửa. Rồi nó ăn vào thì nó bị đau bụng. Cũng vậy đó. Trong giáo pháp có những trường hợp chúng ta nên xem đó là cái ngoại lệ của một vị A-la-hán. Chứ còn chúng ta bắt chước, coi chừng chúng ta bắt chước không giống vị A-la-hán, vị đó làm cái chuyện đó là không sao, nhưng chúng ta làm cái chuyện đó chúng ta lại đi địa ngục. Rồi lúc đó lại quay qua rồi nói là tại sao mà
thế này tại sao thế kia, nó khác nhé. Nhắc là để quý vị nhớ rồi cẩn trọng cái đó, đừng có nên đem những cái kia ra để mà biện minh cho cái hành động của mình. Chừng nào á, xin nói chừng nào á quý vị chứng A-la-hán đi, rồi quý vị vẫn cứ mở miệng kêu mày tao thì sư tin, sư tin cái đó tiền khiên tật, còn không thì mình phải sửa ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.